cảm ơn các bạn đã đến với kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Kỳ án về Christine, vụ mất tích bí ẩn của cô nữ sinh khi đi chơi đêm. Vào năm 1996, cô nữ sinh Christine Smart đã được một bạn nam đưa về ký túc xá của trường đại học. Sau khi cô nằm bất tỉnh trên một bãi cỏ vào đêm khuya, đó cũng là lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô gái xấu số này. Trong suốt nhiều năm, dù tin rằng đã tìm được nghi phạm, nhưng cơ quan chức năng vẫn không thể làm gì cho tới 25 năm sau đó. Christine Dennis Smart sinh vào ngày 20 tháng 2 năm 1977 ở Augsburg, Bavaria, Tây Đức, có bố mẹ đều là giáo viên. Khi còn nhỏ, thì Christine đã cùng anh trai và em gái mình theo bố mẹ để chuyển tới sinh sống tại Stockton, California, Mỹ. Vào năm 19 tuổi, thì Christine trở thành sinh viên Đại học Bách khoa bang California. Nhưng rồi, tương lai rộng mở trước mắt cô gái trẻ xinh đẹp đã đột ngột dừng lại vào ngày 25 tháng 5 năm 1996. Vào 22 giờ 30 phút hôm đó, Christine đã tới tham gia một bữa tiệc cùng với những người bạn của mình trong một ngôi nhà nằm ở bên ngoài khuôn viên ngôi trường. Vào khoảng 2 giờ sáng, hai bạn học của Christine đã rời khỏi bữa tiệc và phát hiện cô đang trong tình trạng bất tỉnh trên bãi cỏ của nhà hàng xóm. Họ sau đó đã giúp Christine đứng dậy và định đưa cô về ký túc xá gần đó. Đúng lúc này, Paul Flores là một thành viên khác cũng tham gia bữa tiệc đã xuất hiện và đề nghị giúp đỡ. Một lát sau, thì một trong ba người đã rời đi trước vì anh sống ở bên ngoài trường. Paul là người sống gần ký túc xá của Christine nhất nên đã nói với người bạn còn lại rằng mình sẽ đưa Christine về phòng an toàn. Người bạn sau đó cũng đã tách ra và đi về hướng khác. Tuy nhiên vào đêm đó, Christine đã không về ký túc xá. Vì thời điểm này là ngay trước kỳ nghỉ cuối tuần nên người bạn cùng phòng của Christine nghĩ rằng cô đã về nhà với gia đình. Chỉ đến khi không thấy Christine quay trở lại sau đó 2 ngày, thì bạn bè mới nhận thấy điều bất thường. Lúc này, Dennis Smart là mẹ của Christine đã nhận được cuộc gọi từ trường học thông báo rằng họ đã không thấy Christine từ cuối tuần và hỏi xem cô có về nhà hay không. Cô nữ sinh đã biến mất một cách kỳ lạ, cô cũng không mang theo tiền hay thẻ tín dụng. Ban đầu, cảnh sát nghĩ rằng cô nữ sinh 19 tuổi này đã có một chuyến đi chơi ở đâu đó mà không báo trước với người thân. Vì đây là điều thường thấy ở các sinh viên trong kỳ nghỉ lễ, nên nhà trường đã chậm trễ trong việc báo cáo cho lực lượng chức năng ở địa phương. Vào thời điểm trường học bắt đầu cuộc tìm kiếm, thì Christine đã biến mất 4 ngày. Và phải tới một tuần sau, thì cảnh sát mới nhận được thông tin về sự mất tích của cô nữ sinh. Là người cuối cùng nhìn thấy Christine và cũng là người đưa cô về sau buổi tiệc trước khi mất tích, nên Paul Flores đã nhanh chóng bị coi là nghi phạm số 1 của vụ án. Các sinh viên cho biết rằng Paul nổi tiếng ở trường với hành vi theo dõi và chọc ghẹo bạn nữ. Nam sinh này thậm chí còn được đặt biệt danh là kẻ quấy rối. Một số nhân chứng kể rằng mình luôn thấy Paul để mắt và đi theo Christine trong bữa tiệc vào tối hôm đó. Khi được triệu tập tới đồn cảnh sát, thì Paul lúc này xuất hiện với một bên mắt bị thâm tím. Hắn ta sau đó đã giải thích rằng chấn thương này là do bị va đập khi chơi bóng rổ cùng với bạn của mình. Tuy nhiên, khi người bạn phủ nhận điều này, thì Paul lại thay đổi câu chuyện, nói rằng hắn ta đã bị va đầu trong khi làm việc trên chiếc ô tô của mình. Paul khai sau khi đưa Christine về từ buổi tiệc đêm hôm đó, thì cậu ta đã trở lại phòng ký túc xá một mình, không biết Christine đi đâu và làm gì sau đó. Tuy nhiên, khi cảnh sát đưa chó nghiệp vụ được huấn luyện chuyên phát hiện mùi tử thi tới để tìm kiếm khu vực ký túc xá, thì 4 con chó này đã phản ứng với căn phòng của Paul. Vào tháng 10 năm 1996, Mary Lassiter là một người thuê nhà của mẹ Paul ở thành phố Arroyo đã tìm thấy một chiếc khuân tai nữ. Mary nhận thấy món đồ trang sức này giống với chiếc mà Christine đã đeo trong tấm áp phích thông báo vụ mất tích. Cô sau đó đã giao chiếc khuyên tai này cho một thám tử, nhưng nó đã bị mất trước khi được đánh dấu làm bằng chứng. Cuộc tìm kiếm Christine nhận được sự tham gia của nhiều tình nguyện viên, sử dụng cả những thiết bị hiện đại nhưng không có kết quả. Vào năm 2002, 6 năm kể từ ngày mất tích, dù thi thể của cô nữ sinh chưa được tìm thấy, nhưng cơ quan chức năng vẫn tuyên bố Christine đã chết. Năm 2011, cảnh sát trưởng tên là Ian Parkinson lên nhậm chức và tuyên bố việc giải quyết vụ án của Christine sẽ được ưu tiên lên hàng đầu. Sau đó, cơ quan chức năng đã thực hiện 23 lệnh khám xét, 96 cuộc thẩm vấn và thu thập 258 mẫu bằng chứng bổ sung. Hơn 2 thập kỷ sau khi Christine biến mất, thì Paul Flores vẫn là nghi phạm duy nhất.
sự chú ý cũng đổ dồn về ngôi nhà của gia đình Flores ở Arroyo, cách khu ký túc xá khoảng 19 km. Hàng chục cuộc tìm kiếm thi thể đã diễn ra trong nhiều năm, nhưng vẫn tiếp tục không có kết quả. FBI đưa ra mức thưởng $75,000 cho người cung cấp thông tin giúp tìm thấy Christine hoặc giải quyết được vụ án. Trong số các nhân chứng mới, thì cảnh sát đã tìm thấy một người tên là Trevor Benter, là một nam sinh đã từng tiếp xúc với Christine tại bữa tiệc. Trevor nói rằng, anh không nhìn thấy Christine cầm ly rượu trên tay hay uống rượu, và nghi ngờ cô có thể đã bị ai đó bỏ thuốc vì hành vi có vẻ kỳ lạ. Bên cạnh đó, Trevor còn thấy Paul cư xử giống như bạn trai của Christine vào đêm hôm đó dù hai người không mấy thân quen. Một nhân chứng khác là Jennifer, người cáo buộc Paul từng thừa nhận mình đã giết Christine Smart. Theo Jennifer, cô đã gặp Paul Flores vào mùa hè năm 1996, không lâu sau khi Christine biến mất tại một khu trượt ván. Lúc này, Jennifer đang ngồi gần Paul trong khi chờ bạn trai, thì loa phát thanh phát đi thông báo yêu cầu người dân cung cấp thông tin về vụ án của Christine. Ngay khi đó, Jennifer nghe thấy Paul nói rằng, tôi chơi với cô ta xong rồi, và cho biết đã chôn xác Christine dưới ngôi nhà của mình. Paul lúc đó trông vô cùng nghiêm túc với từng lời nói. Sau nhiều thập kỷ, đôi mắt của anh ta vẫn khiến tôi tin rằng đó không phải là câu nói đùa, Jennifer khai với cảnh sát. Tin rằng Paul đã hại Christine, nhưng Jennifer không dám nói với cảnh sát về những gì vừa nghe được, vì khi đó cô mới 17 tuổi và rất sợ hãi. Câu chuyện này được Jennifer giữ bí mật cho đến năm 2002. Trong một lần say rượu, cô mới tâm sự với bạn cùng phòng của mình. Dù hứa không tiết lộ với ai, nhưng vào 2 năm sau, thì người bạn này đã báo cáo vụ việc cho FBI. Với thông tin có được từ nhân chứng, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét một ngôi nhà thuộc sở hữu của gia đình nghi phạm Paul Flores. Tuy nhiên, cảnh sát đã không tìm thấy gì ở đây. Tới tháng 4 năm 2020, cảnh sát đã khám xét nhà Paul ở San Pedro, California. Tại đây, họ thu giữ nhiều món đồ nghi vấn, trong đó có thuốc mê và video tự quay cho thấy Paul đã tấn công tình dục các cô gái đang bất tỉnh. Vào tháng 3 năm 2021, đội điều tra đã khám xét nhà của Ruben Flores là bố của Paul và phát hiện những bằng chứng bên dưới hiên nhà. Các nhà khảo cổ học tìm thấy một khối đất bị xáo trộn có kích thước bằng một chiếc quan tài và có máu người trong đất. Tuy nhiên, những vết máu này đã quá lâu để có thể trích xuất mẫu ADN. Công tố viên cáo buộc đây chính là nơi chôn thi thể của Christine, nhưng gần đây nó đã được chuyển đi. Vào ngày 13 tháng 4 năm 2021, Paul và bố của anh ta đã bị bắt vì liên quan đến vụ án của Christine Smart. Paul bị buộc tội giết người, Ruben Flores được xác định là đồng phạm. Cả hai người sau đó đều không nhận tội. Tháng 9 năm 2021, hơn 26 năm kể từ ngày cô nữ sinh Christine mất tích, phiên tòa xét xử hai bố con Paul và Ruben bắt đầu tại tòa án thượng thẩm hạt Monterey. Công tố viên cáo buộc Paul đã giết Christine Smart trong một vụ cưỡng hiếp vào ngày 25 tháng 5 năm 1996. Tại phòng của anh ta ở ký túc xá Đại học Bách Khoa bang California, nơi mà cả hai đang là sinh viên vào thời điểm đó. Ông Ruben đã giúp con mình chôn xác Christine dưới hiên sau nhà ở Arroyo, sau đó đào xác lên khi cơ quan chức năng quay lại tìm kiếm vào nhiều thập kỷ sau. Các nhà chức trách cũng liên kết hai vụ tấn công tình dục phụ nữ khác ở Los Angeles với Paul. Hai nạn nhân đều tuyên bố bị Paul chuốc thuốc mê để hãm hiếp và quay video. Phiên tòa diễn ra trong nhiều tuần với lời khai của nhiều nhân chứng. Sau khi xem xét các bằng chứng, thì bồi thẩm đoàn tin rằng Paul thực sự đã sát hại Christine rồi phi tang xác của cô. Các cuộc điều tra sau đó cũng kết luận Paul đã cố cưỡng hiếp Christine, nhưng lúc này thì cáo buộc tấn công tình dục đã hết thời hiệu. Ngày 18 tháng 10 năm 2022, bồi thẩm đoàn tuyên bố Paul Flores, 46 tuổi, đã phạm tội giết người cấp độ 1. Trong khi đó, Ruben Flores, 81 tuổi, đã được tuyên trắng án. Paul sau đó nộp đơn kháng cáo nhưng đã bị từ chối. Ngày 10 tháng 3 năm 2023, thì Paul đã bị kết án tù chung thân với thời hạn tối thiểu để được ân xá là 25 năm. Vụ án kéo dài trong hơn 26 năm đã thu hút sự quan tâm của công chúng khắp thế giới. Việc Paul bị kết án đã phần nào an ủi cho gia đình cô nữ sinh. Không có Christine thì cũng chẳng có niềm vui hay hạnh phúc nào trong bản án này. Sau 26 năm, với các phán quyết ngày hôm nay, chúng tôi biết rằng hành trình đòi công lý cho Christine của chúng tôi đã có kết quả, ông Stan Smart, là cha của Christine, nói sau khi nghe tòa tuyên án. Kỳ án về Bobby Dunbar, sự biến mất bí ẩn của cậu bé và sự thật gây chấn động sau 90 năm. Năm 1912, một đứa trẻ 4 tuổi đột nhiên mất tích một cách đầy bí ẩn.
Khi gia đình đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất thì cậu bé bỗng trở về vẹn nguyên và kẻ bắt cóc cũng bị trừng trị. Tưởng rằng đó sẽ là cái kết đẹp cho một biến cố, nhưng tận 90 năm sau, một sự thật kinh hoàng tình cờ được phát hiện làm thay đổi toàn bộ vụ án. Và cho tới ngày nay, vụ mất tích kỳ lạ ấy vẫn chứa đựng nhiều tình tiết nghi vấn mà chưa ai có thể đưa ra lời lý giải hợp lý và chính xác. Vào ngày 23 tháng 8 năm 1912, cậu bé tên là Bobby Dunbar, 4 tuổi, cùng gia đình gồm bố mẹ và em trai của mình đi tận hưởng một chuyến dã ngoại vui vẻ. Địa điểm được lựa chọn là hồ Swayze, cách ngôi nhà của họ khoảng 40 km. Cả gia đình đã có những giờ phút thoải mái, cùng nhau dựng lều và câu cá. Khi đã chuẩn bị xong đồ ăn trưa, thì bố mẹ của Bobby là Percy và Leslie Dunbar đã quay ra gọi hai con mình đang chơi ở gần đó. Tuy nhiên, chỉ có một mình cậu em còn Bobby thì đã biến mất. Bố mẹ cậu bé vội chạy quanh tìm con nhưng không thấy đâu. Cả hai bắt đầu hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi và buộc phải gọi cho cảnh sát sau khi cuộc tìm kiếm của họ không mang lại kết quả. Sau vụ việc, một cuộc tìm kiếm lan rộng khắp trên cả nước đã diễn ra nhằm truy lùng tung tích của cậu bé 4 tuổi Bobby Dunbar. Nhà chức trách đã tìm kiếm ở các khu vực lân cận nhưng vẫn không thể tìm ra. Manh mối duy nhất họ tìm thấy là những dấu chân nhỏ của một em bé dẫn ra khỏi đầm lầy và hướng tới đường ray xe lửa. Một số nhân chứng cho biết khoảng thời gian này, quanh đây thường xuyên xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Những người tham gia tìm kiếm Bobby Dunbar ngày càng đông. Họ lục tung cả khu vực hồ Swayze. Nhiều người còn nghĩ tới kịch bản là cậu bé đã bị cá sấu ăn thịt, nhưng khi thợ săn bắn hạ và mổ bụng nhiều con thì vẫn không tìm thấy hài cốt của cậu bé. Và nhiều ngày sau đó họ cũng chẳng tìm thấy cái xác nào dưới hồ. Sau những ngày tìm kiếm vô vọng, bố mẹ cậu bé cuối cùng cũng phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống là Bobby đã bị bắt cóc và cậu có thể đã chết. Tuy nhiên, họ vẫn quyết định treo thưởng $6,000, đó là một số tiền lớn vào thời điểm đó cho ai tìm được Bobby, kể cả là thi thể của cậu. Ngay đến cơ quan thám tử quốc tế là William Burns, được điều hành bởi thám tử tư nổi tiếng William Burns có tên gọi khác là Sherlock Holmes của Mỹ, cùng một nhà ngoại cảm cũng đã tham gia tìm kiếm. Báo chí truyền thông năm đó cũng liên tục đưa tin về vụ mất tích bí ẩn làm thông tin lan truyền đi khắp nước Mỹ. Thời gian cứ thế trôi qua, sau 8 tháng kể từ ngày định mệnh ấy, khi mà gần như tất cả mọi người đã chắc chắn vào khả năng xấu nhất thì bất ngờ, người dân ở Mississippi phát hiện một cậu bé tóc vàng và mắt xanh, phù hợp với mô tả của Bobby Dunbar. Cậu bé này bắt đầu xuất hiện bên cạnh người đàn ông có tên William Kangel Walters chỉ mới cách đây không lâu. Thông tin lập tức được báo với cảnh sát. William đã giải thích rằng, cậu bé tên thật là Charlie Brooks Anderson, con trai ngoài giá thú của Julia Anderson là người giúp việc trong nhà cùng với anh trai mình. Thời điểm đó, mẹ của cậu bé đang ra ngoài tìm việc nên nhờ William Kangel Walters trông con giúp. Nhiều người trong thị trấn cũng đứng ra làm chứng cho William rằng, lời khai của anh ta hoàn toàn chính xác nhưng cảnh sát vẫn kiên quyết bắt giữ William và đưa cậu bé về đồn. Nghe được thông tin về đứa bé, cha mẹ cậu bé đã đến Mississippi ngay lập tức để xác thực dù không quá hy vọng. Và họ đã vô cùng bất ngờ khi cậu bé ấy đứng trước mặt mình. Khi họ đến nơi, cậu bé đang ngủ. Leslie đứng một lúc lâu và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu bé. Đúng là rất giống Bobby Dunbar nhưng Leslie vẫn có chút gì đó ngần ngại. Tôi cũng không chắc nữa, Leslie nói. Phản ứng của đứa trẻ cũng không khả quan hơn khi thức dậy, nhìn những người đứng xung quanh một lúc rồi bắt đầu khóc. Tuy nhiên, mọi việc chuyển khác khi Leslie đưa cậu bé về và tắm rửa. Lúc này, nhìn thấy những nốt ruồi và sẹo trên cơ thể cậu bé, người mẹ đã thốt lên, cảm ơn trời đất. Đây chính xác là con trai của tôi rồi. Duy chỉ có một chi tiết vết sẹo trên bàn chân của Bobby lại không xuất hiện rõ ràng ở cậu bé này. Thế nhưng, đã vài tháng trôi qua kể từ lần cuối nhìn thấy con nên Leslie cho rằng, rất có thể vết sẹo ấy đã mờ đi. Và vậy là cảnh sát đã đồng ý cho vợ chồng Dunbar nhận lại đứa con trai bị thất lạc. Ngày 25 tháng 4 năm 1913, một buổi lễ linh đình đã diễn ra với ban nhạc kèn đồng, diễu hành và tiệc tùng để ăn mừng việc Bobby trở về. Cùng với đó, William Kangel Walters bị giam giữ vì tình nghi bắt cóc, dù đã cố giải thích cho cảnh sát rằng mình thực sự bị oan. Tôi không thể tìm thấy mẹ đứa bé, còn anh trai tôi thì ruồng bỏ nó nên tôi mới dẫn nó đi theo, William nói. Cuối cùng, Julia Anderson cũng lộ diện và tuyên bố cậu bé chính là con đẻ của mình, mặc dù không thể nhận ra con ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giải thích cho điều này, Anderson cho biết cô đã phải gửi lại con cho William trông để đi tìm việc trong thời gian qua, nhưng vẫn không tìm được công việc ổn định. Quá bối rối trước việc này, cảnh sát đã phải gọi gia đình Percy Dunbar lên để xác nhận lại nhưng xa con đã lâu, Anderson không thể nhớ rõ ràng được mặt con. Tuy nhiên, Anderson khẳng định, tận sâu trong tim, tôi biết đó là Charlie Brooks Anderson. Trong khi đó, cậu bé lại đang sống tốt với gia đình Dunbar và cũng rất quấn bố mẹ của mình.
Trong phiên xét xử William Walters vào tháng 4 năm 1914, Anderson đã đứng ra làm chứng, khẳng định chắc chắn cô là mẹ đứa bé, nhưng chẳng ai tin một người từng có quá khứ không mấy tươi sáng như Anderson. Trước đây, người phụ nữ này từng có hai đứa con ngoài giá thú nhưng đều qua đời. Đây chính là điểm bất lợi khiến cho mọi lời nói của cô trở nên không đáng tin cậy. Kết thúc phiên tòa, William Kangel Walters bị kết tội bắt cóc và nhận án chung thân dù liên tục kêu oan. Đến cuối những năm 1930, người đàn ông này chết vì ngộ độc máu. Còn Julia Anderson cũng tới nơi khác sinh sống, kết hôn và có thêm 8 người con. Thời gian cứ thế trôi đi, vụ án năm xưa dần rơi vào quên lãng. Cậu bé năm nào đã lớn lên với danh nghĩa là Bobby Dunbar và sống rất tốt bên bố mẹ cùng người em trai Alonzo Dunbar. Bobby dần trưởng thành, kết hôn, lập gia đình và có 4 người con. Bobby cũng nhiều lần được kể lại những sự kiện đã xảy ra suốt thời thơ ấu của mình. Năm 1966, Bobby Dunbar qua đời vì bệnh tim. Sau nhiều năm trôi qua, Margaret Dunbar, là cháu của Bobby lúc này cũng đã lớn, cô được nghe rất nhiều phiên bản khác nhau về vụ bắt cóc của ông mình năm xưa. Cảm thấy không thuyết phục nên cô bắt đầu hành trình tìm kiếm sự thật, khởi đầu vào những năm 1990, bằng cách sử dụng các công cụ trợ giúp của khoa học pháp y hiện đại. Năm 2004, Bob Dunbar là con trai của Bobby Dunbar đồng ý cho xét nghiệm ADN. Người ta lấy mẫu ADN của ông và ADN của người em họ, con trai của Alonzo Dunbar, để đem đi so sánh. Và kết quả nằm ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Họ không có bất kỳ mối liên hệ nào với nhau và không hề chung dòng máu. Vậy là người trước nay luôn khẳng định mình là Bobby Dunbar thật ra lại không phải là Bobby Dunbar mà hơn 90 năm qua mọi người vẫn nghĩ. Đứa trẻ năm xưa thật sự là Charlie Brooks Anderson, là con trai của Julia Anderson. Điều đó đồng nghĩa với việc William vô tội. Sau hơn 9 thập kỷ, nỗi oan khuất của người đàn ông này mới được hóa giải. William được miễn truy tố tội bắt cóc dù tất cả đã quá muộn. Và lúc này, câu hỏi được đặt ra là tại sao bà Lexi Dunbar lại khăng khăng nhận cậu bé là con trai của mình. Còn số phận của cậu bé Bobby Dunbar 4 tuổi, mất tích ở khu vực hồ Swayze năm 1912 thì sao? Liệu có phải cậu đã bị ngã xuống hồ nước chết đuối hay bị cá sấu ăn thịt? Tại sao không ai phát hiện ra dấu vết của cậu bé? Nhiều người từng đưa ra giả thuyết rằng, rất có thể chính Lexi và Percy Dunbar đã làm gì với con trai mình để rồi phải lấy Brooks che đậy sự thật. Thế nhưng đó vẫn chỉ là giả thuyết và đến tận ngày nay, dù đã trải qua hơn một thế kỷ nhưng vụ mất tích kỳ lạ của cậu bé nhà Dunbar vẫn ẩn chứa nhiều tình tiết nghi vấn, mà chưa ai có thể đưa ra lời lý giải hợp lý và chính xác. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Kỳ án Thế Kỷ, nếu thấy hay thì ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh giúp mình nha.